được cái gì? Vậy. Em đọc tầm mochi à? Con này nắm bắt vào người tốt. Trời ơi, ném bắt thẳng đầu mình trời. Trời căng thế. Anh ơi, để đây anh ơi. Ôi giời. Anh quả đấy cướp đây. Nhiều phết đấy. Còn mochi. Mochi giờ về làm gì? Mochi là tương một phát vào biểu đầu. Nướng gì về nấu kiểu gì? Ăn không thôi. Không à? Ăn không hoặc chấm đường thôi. Có mấy kẹo gì đấy nhỉ? Bánh kẹo là bánh kẹo nhá. Ừ. Không đóng khủng mẹ. Vừa rồi là màn cướp mochi. Thì đây là hai tờ. Hiểu là cái đoàn họ đến ấy, họ xin tiền quyên góp ấy. Thì mỗi tờ nhưng mình đã cho họ 1 sen. Nghĩa là hơn 400.000 tiền Việt ấy. Thì họ cho lại được cái tờ, mình không hiểu lắm nhưng mà nghe nói là đây cái tờ may mắn 1 năm. Thì bây giờ anh em mình sẽ đóng vào cửa nhà anh em mình. Đây tôi cũng đóng ấy. Đóng trước trước kia kìa. Đây, không. Đây một cái này. Đi vào nhìn luôn. Trước mặt ông kia đằng kia kìa đấy. Đúng rồi. Đóng vào đấy. Đóng cân vào, nhìn cân vào, cho cao lên tí nữa đi, dịch tiêm tí nữa. Cứ đóng cao lên ạ. À? Đấy đúng rồi đấy. Đây à. Dạng như kiểu mấy cái chấn chạch nhà ông nhỏ. Bác ơi. Ơi. Mấy bao nhiêu? Nó đi đầu của. May mắn. Mong một năm may mắn với anh em mình, công việc thuận lợi, nhiều việc làm thêm. Và ít việc nặng đi. Ít việc nặng. Ít việc nặng mà nhiều việc làm thêm. Rồi thôi không cần phải sâu quá đâu anh. Trong này không phải có gió gì hết. Này. Tiếp tờ này nhá. Được không? Đây nhá. Đỡ cái đinh nào? Đinh đâu? Này. Cảm giác nó có khoảng cách này đi. Đấy, đúng không? Đây nhỉ? Ừ. Hai cái cả hai đoàn khác nhau. Có hai. Rồi phải thôi. Đừng đóng sâu quá. Sang năm mà lại... Này có ta lại đóng tiếp nhỉ? Ừ, đúng rồi. Đấy. Tháo ra mà. Năm nay của năm nay thôi. Ừ. Nó sang năm rồi thôi. Đấy. Đấy được không? Được. Nhưng ra ngoài thì sợ mưa gió cái tờ giấy nó sẽ hỏng nữa. Có thì cho gạch nhau. Rồi ok mọi người, đấy là tất cả lễ hội của nhà mình. Thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Bên ngoài này mình định treo nhưng mà nó không có chỗ đóng, với lại nó sợ mưa gió nó sẽ bị bung mất. Thì anh em mình đóng trong cái cửa thứ hai trong nhà. Vì người Nhật lúc nào cũng có một cái gian cửa vào, xong bắt đầu vào tiếp một chỗ để giày dép, bắt đầu vào tiếp cửa tiếp theo vào trong nhà mà. Thì em mình đóng trong đấy để cho nó an toàn, mưa gió. Đấy, các mọi người nhìn thấy không? Thôi nhá, xin tạm biệt các mọi người nhá. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye.